SK Hynix gây chấn động lớn, thị trường NAND flash dậy sóng, các gã khổng lồ chip giảm sản lượng để đối phó với giá giảm liên tục, đằng sau đó có ẩn chứa điều gì? SK Hynix, nhà sản xuất chip nổi tiếng toàn cầu, gần đây đã công bố một thông tin gây sốc. Trong nửa đầu năm nay, họ sẽ mạnh tay cắt giảm sản lượng NAND flash lên đến 10%. Hiện tại, công suất hàng tháng của họ khoảng 300.000 tấn wafer và kế hoạch giảm sản lượng này chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng lớn trên thị trường. Tình hình hiện tại của thị trường NAND flash ra sao? Câu trả lời không mấy khả quan, lời nguyền cung vượt cầu đang bao trùm thị trường, khiến giá cả lao dốc không phanh trong suốt 4 tháng liên tiếp. Chẳng hạn, giá NAND flash loại phổ thông đã giảm từ 4,9 đô la Mỹ vào tháng 8 năm ngoái xuống còn 2,08 đô la Mỹ hiện nay, mức giảm sâu đến mức khó tin. Nguyên nhân nằm ở đâu? Các sản phẩm như điện thoại thông minh và laptop từng là vô danh số, giờ đây lại trở thành gánh nặng cho thị trường NAND flash, sức mua của người tiêu dùng giảm, cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, doanh số các sản phẩm điện tử này cũng sụt giảm mạnh. Điều này kéo theo nhu cầu NAND flash lao dốc, thị trường bắt đầu biến đổi. Các nhà sản xuất chip phải làm gì? Họ buộc phải hành động. Microsemi Technology đã đi tiên phong trong việc cắt giảm sản lượng, Samsung cũng nhanh chóng theo sau, điều chỉnh sản lượng tại các nhà máy ở Hàn Quốc và Tây An Trung Quốc, thậm chí Kyocera của Nhật Bản cũng có khả năng tham gia đội ngũ giảm sản lượng để giảm bớt áp lực nguồn cung cho thị trường. Mặc dù giá ổ cứng SSD doanh nghiệp dành cho AI và trung tâm dữ liệu vẫn còn tương đối ổn định, các nhà phân tích vẫn cảnh giác cao độ, môi trường thị trường thay đổi liên tục, buộc các nhà sản xuất chip phải luôn theo sát tình hình và điều chỉnh kế hoạch sản xuất dựa trên nhu cầu để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Kế hoạch giảm sản lượng của SK Hynix là gì? Đây là một động thái quan trọng để đối phó với tình trạng cung vượt cầu hiện tại. Trong tương lai, khi nhu cầu thị trường dần phục hồi và các biện pháp cắt giảm phát huy hiệu quả, thị trường NAND flash được kỳ vọng sẽ đạt được sự cân bằng cung cầu, đồng thời giá cả cũng có thể dần ổn định. Bạn nghĩ sao về xu hướng tương lai của thị trường NAND flash? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé!